Hôm nay thì em hóa thân thành bố của em ạ. Bố của em thì là thượng tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Hóa, ở công tác tại đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng. Và bố em là người mà truyền cho em cảm hứng, mà là người hướng em tới con đường nghệ thuật. Từ năm em bắt đầu 3 tuổi là bắt đầu cho đi hát trên các sân khấu ở trên đơn vị của bố này. Thực ra là bố mẹ em cũng không có điều kiện, bố em rất là kiểu chăm chỉ chịu khó, hay có những cái show kiểu nhận đánh đám cưới, nhiều lúc còn phải bị xịt hơi xong còn nhồi rơm vào xe đạp để đi tiếp, và tích góp từng khoản tiền đó để có thể nuôi em và cho em học không thiếu bất cứ cái gì cả. Hướng em vào nhạc viện học đàn bầu của bố này, sau đó thì cho em học thêm piano, rồi nghĩ là con gái cần phải thêm cái gì đấy sẽ cho học thêm hết, để có thể em có đủ lông đủ cánh để có thể hoạt động nghệ thuật. Và thực sự là trong cái chương trình này thì sau khi mà nhận thử thách hóa trang thì em nghĩ đến bố ngay, và em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bố. Và có một chuyện nữa là hai bố con cũng mới giận nhau hơn một năm nay, mới gặp lại đợt vừa rồi. Tại vì là hai bố con rất thương yêu nhau biết, nhưng mà từ bé đến giờ thì kiểu hay bị khắc khẩu ấy ạ. Chị cũng thế ạ. Đó, bị khắc khẩu như thế. Bố của Ly là bộ đội cho nên là khá là nghiêm khắc trong từ những cái mà dạy Hương Ly về cách sống từ hồi bé này, những cái tác phong ngủ dậy như thế nào, phải gấp chăn gấp màn như thế nào hay ra sao. Thì có những cái lúc mà mình rất là trách bố mình tại sao lại nghiêm khắc quá như thế, khó chịu với con như thế, rồi mình cũng phải bật khóc rồi và cảm thấy bị bất mãn ấy. Nhưng mà đến tận bây giờ khi mà mình đã trải qua khá là nhiều những cái biến cố, những cái vất vả của nhiều mặt đó, thì Hương Ly nghĩ là những cái điều mà bố dạy không hề thừa một chút nào. Thực sự đây là một chương trình rất là ý nghĩa để con có thể gửi tới bố lời xin lỗi. Có những lúc hai bố con không hiểu nhau, nhưng mà con luôn tin là bố luôn yêu con, và con cũng vậy, luôn yêu bố. Con cảm ơn bố rất nhiều đã cho con cuộc sống này. Khi mà con có con rồi, con mới hiểu là tình cảm của bố mẹ dành cho con như thế nào. Con nào thì cũng thương cha mẹ, và cha mẹ nào cũng thương con thôi. Nhưng cái cách và thể hiện nó rất là khác nhau. Càng qua thời gian, mình có con rồi, mình nuôi con rồi, thì mình mới phát hiện rằng là khi mà ở gần ấy, thì người ta thường dễ lãng quên những cái điều cơ bản nhất. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.